khởi cổ cái nó khởi cổ với cái nó vừa nghe cái chân hai món luôn khởi cổ cái nó cùng đứng lên để cùng tế lễ tưởng niệm đại đế Quang Trung.
đọc chúc. Quan tế tại tượng đài Quang Trung ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý. Oh.